Này. Mọi người, trong video trước thì gia đình của mình đã đi tham quan chợ Phúc Lộc Thọ. Thì bây giờ hiện tại thì gia đình của mình vẫn còn ở trong khách sạn Anaheim đối diện ở Disneyland. Bây giờ mình sẽ đưa các con của mình đi tắm hồ bơi và sau đó thì mình sẽ trở lại nhà hàng Sáu Quại để ăn tối. Vậy thì bây giờ mời tất cả mọi người cùng theo dõi video của gia đình mình ha. Sydney nó cũng chịu mặc cái áo đó đó anh ha. Anh ha. Cái mà đeo vô hai cánh tay hả? Nó muốn mặc giống anh hai đó chứ gì? Rồi vô con. Vô Monkey. Kiếm bàn rồi, đừng bắt mát kìa. Lại giống bên mát ha. Ừ, không, cho chỗ cạn nữa đi. Ừ, ở đó đi. Xin đi xuống đi con. Ờ, ừ, cởi dài ra. Ừ. Mang giày xuống đây đi, cho em xuống theo con. Đúng rồi, xin đi giỏi lắm. Đúng rồi, xin đi giỏi, giỏi. Giỏi. Xin đi giỏi lắm bạn à. Giỏi. Giỏi. Mang kỳ mặc áo vô con. Mặc áo vô. Lại đó đi mặc áo phao vô. Sydney mẹ nói lại mang kỳ mẹ nói là mặc áo phao vô. À hả? Ok. Xuống ra. Thì anh cũng có xuống đi. Mang gì mặc áo vô con. Mang gì mặc áo vô con. À, xin đi muốn ngồi đó, xin ngồi đó đi. Mang gì mặc áo vô. Anh mặc áo cho nó đi. Để rồi nó uống nước nó sợ bây giờ. Monkey mặc áo vô. Xin đi bơi đi. Giỏi. Xin đi giỏi lắm. Bơi chập nó thấy lạnh. Bơi chập nó thấy lạnh. Cho Sydney ra nữa kìa. Sydney ra đây đi không? À thôi để rồi, điện rồi đi, điện rồi đi. Ok. Ok, xin đi muốn ngồi đó à. Ok, xin đi ngồi đó đi. Hả? Xin đi muốn ngồi đó, xin đi ngồi đó đi. Hả? Chú hồ nó thấy lạnh. Xin đi ra đi kìa. Kìa ra chỗ anh hai kìa, xin đi kìa. Ok. Ok.
Và như vậy là gia đình của mình cũng đã tắm hồ bơi xong rồi. Hiện tại bây giờ gia đình của mình đang chở nhau đi ăn tối. Địa điểm gia đình của mình tới hôm nay là nhà hàng Sáu Quại. Như mình đã nói từ đầu của video, nhà hàng Sáu Quại này có nhiều món ăn Việt Nam của mình rất là ngon. Trong đó có món bún riêu, hay là chả giò, hay là bún đậu mắm tôm. Có rất là nhiều món ngon khác nữa. Thì mình được biết quán nhà hàng Sáu Quại này ở trên Facebook đó, thì mình tìm tới đây để mình ăn. Và bây giờ đó, mình đã thấy được cái nhà Sáu Quại rồi. Bây giờ gia đình của mình sẽ tìm chỗ đổ xe, và sau đó thì sẽ vô bên trong ăn tối. Mời tất cả mọi người cùng theo dõi với video gia đình của mình cùng ăn tối gia đình mình hôm nay ha. Xin đi, xin đi. Xin đi cầm tay mẹ nè. Vô đây anh, vô lấy bàn đi. Thì mình cũng lần đầu tiên tới nhà hàng Sáu Quại này. Mình ở trên San Francisco và mình xuống ở dưới này dẫn gia đình đi du lịch. Và mình biết được nhà hàng này ở trên Facebook. Nhà hàng này quảng cáo đồ ăn rất là ngon. Có rất là nhiều món mà mình yêu thích nơi này. Cho nên hôm nay mình đặc biệt tới đây để thưởng thức món ăn ngon ở đây. Và trước mặt mình thì là menu này mọi người thấy không? Có rất là nhiều món ăn phong phú của Việt Nam của mình cực kỳ ngon. Mời tất cả cùng theo dõi video cũng như xem menu với gia đình của mình ha. Mình thấy ở đây đó, bên cạnh những cái món ăn thường ngày mà nhà hàng bán, mình tới mình ăn trưa, ăn tối, thì bên cạnh thì còn có bán dành cho tiệc tùng nữa. Thì ở đây cái menu mình thấy có chữ For the Try này mọi người. Thì For the Try này thì những cái món ăn dành cho tiệc tùng á, ví dụ như những ngày thứ bảy, chủ nhật mình sang nhà bạn chơi, mình có thể mua vài món đem tới, hay là sinh nhật, hay là có những cái tiệc tùng ở ngoài trời đó, thì mình cũng có thể tới đây order và đem đi làm tiệc á, thì cũng rất là hợp lý và cũng ngon nữa. Ông xã chị ăn bún riêu. Dạ em cho chị dĩa chả giò đi. Dạ rồi, chị ăn cua. Chả giò đi, chả giò tôm cua đi. Với lại bún đậu mắm tôm với lại thêm cái bún riêu ông xã chị. Dạ rồi, chả giò tôm cua mình muốn lấy bún một phần bún cuốn hay là một phần khấu cuốn à? Không, con chị nó ăn cái chả giò thôi à. Dạ, ý em nói là hỏi là khấu cuốn hay là bún cuốn à? À bún cuốn thôi. Dạ rồi. Cảm ơn em. Dạ rồi, em mình uống nhiều mà. Cho gì trà nóng. Hai trà nóng hả? Dạ rồi. Có nịch hả? Có nước dừa nữa. Không có nước dừa hả? Dạ không ạ. Ok, cảm ơn em. Dạ, em xin lời hai cái menu này nha. Dạ, em cảm ơn. Bây giờ thì mình sẽ qua cái không gian của quán Sáu Quại cho mọi người xem ha. Thì quán á, cái không gian của nó nhìn rất là sáng sủa và rất là đẹp. Mình nghĩ rằng quán này mới mở cho nên nhìn rất là tươm tất, gọn gàng nữa. Tuy nhiên hôm nay thì bình thường thì theo mình được biết thì quán này rất là đông khách. Nhưng mà hôm nay mình đi ăn hơi sớm đó, cho nên là cũng chưa có khách lắm. Yeah.
của Sydney đây nè, để mà đem qua. Để xuống mày, để xuống mày, để xuống mày, để xuống mày, để xuống đấy. Nào đi ra, ra đi dẫn đi đái nha. Ok mọi người, vậy là món ăn của mình đã ra rồi nè. Đây là món bún đậm mắm tôm mình đã giới thiệu cho mọi người ha. Còn con gái mình hôm nay thì nó sẽ ăn chả giò. Chả giò cũng rất là ngon và hấp dẫn. Và mình rất là thích ăn món bún đậm mắm tôm này khi ở Việt Nam. Khi mình sống ở đây Sơn Phăng thì mình cũng rất là ít ăn, tại vì cũng ít có nhà hàng nào làm ngon cho nên mình cũng ít ăn. Nhưng mà khi mình chơi Facebook đó, mình biết được nhà hàng Sáu Quại của mình làm cái món này rất là ngon. Không những món bún đậm mắm tôm mà bún riêu hay nhiều món khác cũng rất là ngon và cực kỳ ngon nơi này. Thì nếu như mọi người đi Los Angeles chơi thì có thể ghé ngang qua nhà hàng Sáu Quại để thưởng thức những món ăn ngon đậm chất Việt Nam của mình nơi này. Thì nếu như mọi người muốn biết nhà hàng này thì có thể lên Google search nhà hàng Sáu Quại ha. Thì không thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video mình hôm nay. Thì nếu như mọi người xem cái phần mô tả của video thì sẽ biết được cái địa chỉ của nhà hàng Sáu Quại của mình ha. Và mình cũng vậy, nếu như lần sau mình có dịp quay trở lại Los Angeles này thì mình cũng có thể là ghé lại thêm một lần nữa ở nhà hàng này để thưởng thức thêm những món ăn khác của tiệm nữa. Tại vì mình rất là thích ăn nhiều món ăn ngon nơi này, nhưng mà hôm nay mình đi tới đây được có một lần thôi, cho nên mình chỉ ăn được một món thôi. Và qua ngày mai nữa thì mình đi chỗ khác rồi, mình không còn ở đây nữa. Mình đã cố gắng hết sức để quay trở lại đây để thưởng thức cái món ăn cực kỳ ngon nơi này. Thì mình cũng chúc cho quán nhà hàng Sáu Quại làm ăn phát tài phát lộc hơn nữa ha. Và mình xin hẹn gặp lại quán ở một ngày gần nhất khi mình quay trở lại Los Angeles để du lịch. Vậy thì bây giờ đó, mời tất cả mọi người cùng ăn tối với gia đình của mình. Anh xã của mình thì ăn bún riêu, mình ăn bún đậu mắm tôm, con mình thì ăn chả giò. Vậy thì chúc mọi người xem video vui vẻ ha. Thấy cái bà thôi con ăn đi con. Con trai mẹ ăn đi. Cái gì con? Kìa. Ừ. Thằng bò Sydney. Đi nè, măng cầy đứng lên con.
Ok. Bye bye em. Ok. Bye. Bye bye Sydney, Monkey bye con. Bye chú. Bye. Rồi đi qua hết này nè. Qua đây nè. Ok mọi người, như vậy là gia đình của mình cũng đã ăn xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi về nhà ha, về lại khách sạn ngủ, và sáng hôm sau mình sẽ đi lên Universal để chơi tiếp tục hành trình đi du lịch của gia đình của mình. Thì sắp tới sẽ có rất rất là nhiều video nữa để gửi đến cho mọi người. Hy vọng rằng mọi người hãy đón xem những video mới nhất từ kênh của mình ha. Và để được xem video mới nhất từ kênh của mình, xin mọi người hãy đăng ký kênh. Và phía bên dưới có cái chuông, mọi người ấn vào đó và chọn tất cả. Thì sau này khi mình up video nào mới nhất thì mọi người sẽ được thông báo trước tiên của video của mình ha. Bây giờ đó thì mình sẽ đi về nhà. Cảm ơn mọi người đã cùng mình đến cuối của video ngày hôm nay. Chúc cho tất cả mọi người sức khỏe, bình an và tràn đầy hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video kế tiếp của mình ha. Và bây giờ mình xin bye bye và nói lời tạm biệt với mọi người. Bye bye. Bye bye.